Quân sự thế giới hôm nay mùng 1 tháng 3 có những nội dung sau: Nga chế tạo phương tiện lội nước mới, Singapore mua thêm tiêm kích F-35, trực thăng AH-64E của Anh sẵn sàng được triển khai thực chiến, Malaysia tăng cường khả năng giám sát tầm xa. Sputnik News đưa tin, công ty Argo LLC của Nga đang lắp ráp nguyên mẫu phương tiện lội nước mọi địa hình mang tên Triton và có thể tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine. Theo đại diện của hãng, phương tiện này sẽ được sử dụng bởi cả Bộ Quốc phòng, Bộ Tình trạng khẩn cấp và lĩnh vực dân sự của Nga. Một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất để sử dụng Triton là vượt qua các vật cản nước, sau đó đảm nhiệm xây dựng các đầu cầu trong khu vực mà Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nói về tầm quan trọng của dự án này, Agol LLC nhận định, ngày nay, nhiều đoạn trong tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine chạy dọc theo nhiều con sông hồ, vốn là trở ngại tự nhiên đối với những hoạt động quân sự. Vì vậy, cần tạo ra một đầu cầu sang bờ đối diện để qua đó vận chuyển các thiết bị nặng hơn. Quân đội Nga cần có một phương tiện đặc biệt, đó là lý do Triton ra đời. Sputnik News dẫn lời giám đốc Agol LLC Konstantin Badasarov. Hiện thông số kỹ thuật cũng như cấu tạo của Triton vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay. Trước đó, nguyên mẫu của phương tiện này sẽ được giới thiệu tại triển lãm Exportage Nogat 2024 ở St. Petersburg vào tháng 4 và buổi ra mắt sản phẩm hoàn thiện dự kiến tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2024 ở Kubinka vào tháng 8 tới đây. Theo The Straits Times, không quân Singapore sẽ đặt hàng thêm 8 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 bản tiêu chuẩn F-35A, dự kiến được giao vào khoảng năm 2030. Đây là đơn đặt hàng ngoài hợp đồng 12 tiêm kích F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và đáp thẳng đứng. Trước đó, dự kiến sẽ tiếp nhận từ năm 2028. Với việc bổ sung thêm 8 chiếc F-35A, đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 mà không quân Singapore sở hữu sẽ tăng lên thành 20 chiếc. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen đánh giá hai biến thể máy bay F-35 có những điểm mạnh khác nhau, giúp tăng cường khả năng tác chiến của không quân nước này trong tương lai. Mặc dù Singapore không công bố số tiền phải bỏ ra để sở hữu tiêm kích F35, nhưng số liệu do chính phủ Mỹ công bố cho thấy, trong lô sản xuất mới nhất của nước này, mỗi chiếc F35A sẽ có giá trung bình khoảng 82,5 triệu đô la Mỹ, trong khi một chiếc F35B có giá 109 triệu đô la Mỹ. Với mục tiêu sở hữu lực lượng không quân tiên tiến hàng đầu khu vực, Singapore là một trong bốn quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mua máy bay F35 cùng với Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc chi tiêu của Bộ Quốc phòng Singapore sẽ đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024-2025, tăng 2,5% so với năm trước. Army Technology đưa tin quân đội Anh dự kiến sẽ được cấp chứng nhận khả năng hoạt động ban đầu IOC cho phi đội trực thăng tấn công Apache AH-64E do hãng Boeing của Mỹ cung cấp. Chứng nhận IOC phản ánh trình độ của lực lượng không quân Anh đã làm chủ được khí tài sau một thời gian huấn luyện đồng thời đánh dấu việc có thể sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ với dòng trực thăng hiện đại này. Đến nay, anh đã nhận được 38 trong tổng số 50 chiếc đặt mua với lô đầu tiên giao từ cuối năm 2020 nhằm thay thế cho AH-64D Longbow. Số trực thăng Apache AH-64E cung cấp cho quân đội Anh thuộc phiên bản hiện đại nhất Block 6. Sự khác biệt giữa phiên bản này so với các biến thể Apache trước đó là việc sử dụng cánh quạt chính mới làm bằng vật liệu composite cho phép giảm thiểu tiếng động phát ra. Ngoài ra Apache AH64E còn được trang bị động cơ mới mạnh hơn và các trang thiết bị điện tử hàng không tân tiến nhất. Nhờ những nâng cấp mới này, Apache AH64E có khả năng điều khiển các máy bay không người lái UAV nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu. Cùng với đó, hãng chế tạo quốc phòng MBDA của Anh cũng thử nghiệm và tích hợp thành công dòng tên lửa chống tăng nội địa Brimstone lên trực thăng Apache AH64E. Tạp chí quân sự James dẫn thông báo của quân đội Malaysia cho biết vừa lắp đặt trên đảo Labuan thuộc bang Sabah ở miền đông nước này một hệ thống radar mặt đất tầm xa ANTPS-77 do nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Mục đích của việc triển khai này là nhằm tăng cường khả năng giám sát tầm xa một cách liên tục để phát hiện, theo dõi và xác định mục tiêu trên không, bao gồm các loại máy bay và tên lửa. Radar ANTPS-77 là biến thể di động của mẫu ANFPS-117. Đây là loại radar mảng pha băng tần L sử dụng các phần tử phát sóng trạng thái rắn, làm việc theo chế độ tự động hoặc điều khiển từ xa, cự ly phát hiện mục tiêu tối đa 470 km, đặc biệt là hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết xấu có nhiều can nhiễu. Thiết bị này sử dụng 34 máy phát đặt trực tiếp trên các mảng anten, giúp loại bỏ các khớp ống dẫn sóng và không cần các máy phát công suất cao đặt trong cabin. Chùm tia sóng dạng bút trì tạo cánh sóng quét dày đặc trong không gian. Với kích thước dài 7,62m, rộng 4,57m, toàn bộ hệ thống có thể được vận chuyển linh hoạt bởi nhiều phương tiện khác nhau từ máy bay vận tải quân sự, xe tải, tàu hỏa hay trực thăng.